Chiều ngày 16 tháng 2, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh do đồng chí Lê Huy Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc về tình hình thực hiện pháp luật tín ngưỡng trên địa bàn huyện. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía huyện Tân Lạc có đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Hiện nay trên địa bàn huyện Tân Lạc có 7 cơ sở tín ngưỡng đang hoạt động với tổng diện tích đất sử dụng là 2,58 ha, 11 điểm di tích. Hàng năm trên địa bàn huyện diễn ra các lễ hội tín ngưỡng dân gian của đồng bào dân tộc Mường như lễ hội khai hạ dân tộc Mường, lễ hội chùa Kè xã Phú Vinh, lễ hội đánh cá suối tháng 3 xã Lỗ Sơn. Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn huyện thường xuyên được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng. Chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước được phổ biến, triển khai thực hiện theo đúng tôn chỉ, mục đích và các quy định của pháp luật. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền vận động. Nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân chấp hành thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Huy Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận sự nỗ lực của huyện Tân Lạc trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo thời gian qua. Đồng thời đề nghị huyện Tân Lạc cần tiếp tục chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình để giải quyết kịp thời những phát sinh ngay từ cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước về công tác tín ngưỡng tôn giáo.